Sau khi mình điều trị rồi thì em sẽ mời mình xem cái hiệu quả của nửa gương mặt khác nhau như thế nào chị ha. Đây chị cảm nhận ạ. Nó khác hẳn luôn em. Dạ. Yeah. Ôi. Chị da nó xanh hơn hả chị ha? Chị da nó xanh chắc hơn mà cái nửa mặt bên này của chị nó sáng. Nhìn nó sáng. Nâng lên hả chị ha? Đúng rồi, nhìn nó nâng lên. Yeah. Nãy giờ mình tập trung mình đánh rất là nhiều vào cái đường bệnh hàm mà cho nó nâng, nó kéo cái vùng da này lên này. Và mình tập trung đánh cái má mình kéo rất nhiều này cho nó căng vùng da này lên, và cũng đã đi cái tập trung nhiều cái vùng quanh mắt của chị để cho nó chống nhăn vùng mắt, và mình còn đi nâng cái cung mày này cho nó tươi, nó đỡ bị sụt cung mày. Chị cảm giác chị sợ này là chị cảm giác là bên này nó săn chắc hơn. Dạ. Săn chắc hơn nhiều luôn á. Mình có thể đụng tay hai bên để mình cảm nhận cái sự khác biệt giữa hai cái má của mình. Dạ. Đúng rồi, bên này cái da của chị nó chảy xệ, nó cần bên này cái ránh cười của chị nó cũng săn chắc, nó không có còn nữa như bên đây nữa nè. Dạ. Yeah. Cảm nhận rõ rệt luôn á. Dạ. Yeah. Cái này mới thì mình thấy sẽ hiệu quả chỉ 10-15% so với cái hiệu quả đó thôi. Mình cần cái thời gian chừng khoảng 3-6 tháng, mỗi ngày cái collagen trong da mình nó sẽ tăng sinh lên một chút. Mỗi ngày tăng sinh lên một chút thì sau từ 3-6 tháng mình thấy cái da của mình rất là săn chắc, nó sẽ được nâng cái cơ lên và da mình săn chắc, nó kéo, nó căng cái vùng da của mình lên. Yeah. Mừng quá đúng không chị? À, dạ chị ơi, trong cái giai đoạn mà làm á thì chị có thấy khó chịu không? Không, trong cái giai đoạn bác sĩ làm với chị yeah. rất là dễ chịu, thoải mái lắm. Dạ. Dạ, không có gì cả. Chắc là chị đang nôn lắm thì mình có thể làm tiếp nửa gương mặt còn lại chị ha. Đúng rồi, chị. giống được như là bà chủ, giống như chị chia sẻ vậy đó. Chị nói là chị bà chủ mà riết là chị cảm thấy là chị xấu hơn nhân viên của chị không chịu, cho nên là chị phải đi làm đẹp để chị được thăng giống như bà chủ. Thì bây giờ em sẽ mời chị mình nằm xuống thì mình bác sĩ làm tiếp cái công nghệ này cho mình để mình thực sự đẹp chị nha. Yeah. Em mời chị nằm nha. Làm với chị. Dạ vâng. Đang nôn nóng. Dạ em cảm ơn chị. Cả nhà có thấy tuyệt vời không ạ? À? Đó đúng là một sự thay đổi khác biệt luôn á cả nhà. Cho nên là nếu như mà cả nhà mình muốn giữ mãi nét thanh xuân, muốn trẻ trung nè, thì có ngần ngại gì đâu mà cả nhà mình không cầm máy lên, gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai, đó là 1800 6617, để được tư vấn nè và được giải đáp tất cả các công nghệ trẻ hóa da nè, cũng như là được đặt lịch hẹn thăm khám da miễn phí với bác sĩ của BB Thanh Mai luôn. Hoặc là cả nhà có thể inbox cho BB nha, thì bên em sẽ có chuyên viên chăm sóc khách hàng điện ngay cho các anh chị mình luôn. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái livestream tiếp theo nhé.